Real Madrid chúc mừng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử câu lạc bộ. Dẫu biết cái ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng chỉ là nó đến sớm hơn so với những gì mà người hâm mộ Real Madrid mong đợi. Chiến thắng 3-0 trước Cadiz cũng như thất bại thảm hại 2-4 của Barcelona trước Girona đã giúp Los Blancos vô địch sớm 4 vòng đấu. Real Madrid của mùa giải 2023-2024 có thể xem là thống trị và không có đối thủ tại giải quốc nội. Thật ra là có đấy, bởi Girona đã có khoảng thời gian vượt lên trên đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nhưng nó xảy ra cũng khá lâu rồi, đội bóng hiện tượng của Catalonia đã bị giải mã hoàn toàn. Trong mùa giải mà Barcelona cũng như Atletico Madrid đều gặp bất ổn ở nhiều mặt, thì Real Madrid đã có một mình một ngựa băng băng về đích. Đối đầu với Cadiz gần như đã chắc suất xuống hạng, Real Madrid tung đội hình với nhiều cầu thủ dự bị ra sân như Fran Garcia, Dani Ceballos, Arda Güler và đặc biệt là sự quay trở lại của thủ thành Thibaut Courtois. Sau 9 tháng điều trị chấn thương, thủ môn người Bỉ mới có lần đầu quay trở lại bắt chính cho Real Madrid. Trận đấu gần nhất mà anh ra sân đã là từ ngày 3 tháng 8 năm 2023. Khi đó Real đã thất thủ với tỷ số 1-3 trước Juventus tại giải Florida Cup. Đối đầu với đội bóng yếu hơn rất nhiều, không khó hiểu khi kênh kênh trắng đã kiểm soát hoàn toàn thế trận với 72% tỷ lệ kiểm soát bóng. Dù vậy, cái quan trọng nhất là bàn thắng lại không xuất hiện trong hiệp đấu đầu tiên. Nhưng Camaradista chẳng cần phải đợi quá lâu bởi hiệp 2, đội chủ nhà đã cống hiến cho người hâm mộ một bữa tiệc bàn thắng với 3 pha lập công được ghi lần lượt bởi Brahim Diaz, Jude Bellingham và Joselu. Chiến thắng này giúp Real Madrid tiếp tục bỏ xa đội xếp thứ 2 là Barcelona đến 14 điểm. Đoàn quân huấn luyện viên Xavi phải đánh bại Girona trong trận derby xứ Catalonia mới có cơ hội trì hoãn ngày vui của đại kình địch. Thực tế thì họ đã có khởi đầu rất suôn sẻ với bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 3 do công của Christensen. Nhưng chỉ sau đó một phút, Artem Dobik đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà Girona. Đây đã là pha lập công thứ 20 của tiền đạo người Ukraine tại La Liga vào mùa giải này. Qua đó giúp anh tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua giành Pichichi khi hơn người xếp nhì là Jude Bellingham 2 bàn thắng. Barca hiểu được mình cần làm gì để ngăn cản Real vô địch sớm. Thế nên Robert Lewandowski đã ghi bàn trên chấm 11m, ấn định tỷ số 2-1 cho hiệp đấu đầu tiên. Tưởng chừng như khởi đầu suôn sẻ sẽ giúp Blaugrana trả lại món nợ ở trận lượt đi. Nhưng không, hiệp 2 thi đấu quá tệ của Barcelona, đặc biệt là hàng thủ, khiến họ phải trả giá bằng 3 bàn thua liền từ phút 65 đến phút 75. Qua đó khép lại trận thua ngược với tỷ số 2-4. Thất bại này không chỉ khiến đội chủ sân Sportiv Camp Nou cay đắng nhìn đại kình địch Real Madrid lên ngôi vô địch La Liga, mà còn mất luôn vị trí thứ hai vào tay của Girona. Người ông đắc lợi Real Madrid cứ thế mà vô địch sớm 4 vòng đấu, chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử câu lạc bộ là thành quả xứng đáng cho những gì mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã làm được tại mùa giải này. Có thể không phải trận đấu nào họ cũng thi đấu xuất sắc, nhưng ở thời khắc quan trọng, cái được người ta gọi là DNA, nhà vô địch đã lên tiếng đúng lúc khi mang về 3 điểm cho Real. Rất nhiều trận đấu mùa giải này, Los Blancos chỉ có thể giành được 3 điểm kể từ sau phút 80 trở đi. Một hay hai lần thì người ta gọi đó là may mắn, nhưng làm được điều như vậy rất nhiều lần từ mùa giải này sang mùa giải khác thì người ta gọi đó là bản lĩnh. Chỉ có sự bản lĩnh của một ông lớn mới biết cách giành chiến thắng trong thời khắc hiểm nghèo nhất. Trận thua duy nhất của Real tính đến hết vòng đấu thứ 34 là trước gã hàng xóm đáng ghét Atletico Madrid, nhưng nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hành trình vô địch của họ. Girona, Bayer Leverkusen, Aston Villa hay AS Monaco là những đội bóng ngựa ô thú vị tại mùa giải này, nhưng rốt cuộc chỉ có Leverkusen là duy trì được sự ổn định trong thời gian dài. Ba đội bóng còn lại càng thi đấu càng tỏ ra hụt hơi. Girona đã từng được người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều trong công cuộc đánh bại Real Madrid, nhưng hiện tượng này đã bị giải mã sau chiến thắng 3-0 của Los Blancos ngay trên chính sân nhà của đối thủ. Kể từ cột mốc đó, Real tỏ ra không có đối thủ và họ cứ độc tôn cho ngôi vị dẫn đầu từ vòng đấu này qua vòng đấu khác, từ tháng này qua tháng khác. Barcelona tuy có một chút sức ép tạo lên đại kình địch của mình, nhưng các trận thua với đối thủ trực tiếp khiến họ cũng chỉ mãi là kẻ bám đuổi phía sau. Đặc biệt là hai thất bại trong trận siêu kinh điển càng làm cho vị thế của Barca giảm sút. Đó là chưa kể họ còn để thua trong cả hai lượt trận trước Girona với cùng tỷ số 2-4, khiến con đường đi đến ngôi vô địch vốn đã khó lại trở nên khó hơn rất nhiều. Còn về Real Madrid, họ đơn giản là kẻ hủy diệt La Liga mùa giải 2023-2024. Trong top 5 danh sách vua phá lưới tại mùa giải này, chỉ có Jude Bellingham là chơi cho Real Madrid và bản thân anh cũng chỉ là một tiền vệ. Điều này cho thấy Real không phụ thuộc vào khả năng làm bàn của những tiền đạo như Vinicius, Rodrigo hay Joselu để lên ngôi vô địch. Bởi lẽ khi cần, các hậu vệ hay tiền vệ đều có thể tỏa sáng và mang về 3 điểm cho đội chủ sân Santiago Bernabeu.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tiền đạo của họ dở. José Lu 9 bàn, Rodrigo 10 bàn và Vinicius 13 bàn. Tuy những con số này có thể không quá ấn tượng, nhưng làm gì có ai chê họ là dở đâu. Ngược lại, nó càng tôn vinh lên cái tinh thần tập thể của Real Madrid. Đây là đội bóng nhiều người, mỗi cá nhân đều có những vai trò riêng và có thể tỏa sáng mỗi khi đội bóng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Góp công vào chức vô địch này, chúng ta cũng không thể nào quên được sự xuất sắc của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Chưa khi nào là ông có đầy đủ nhân sự mạnh và ưng ý nhất. Nhưng thay vì than vãn hoặc yêu cầu chủ tịch Perez mang về những cái tên mới, thì Carletto lại tận dụng những cái tên có sẵn trong đội hình. Ông thầy người Ý hiểu rõ họ mạnh và yếu ở đâu, từ đó khai thác và biến họ trở nên hữu ích nhất cho đội bóng. Có những thời điểm Real Madrid thiếu nhân sự hàng thủ đến mức ông phải đẩy Tchouaméni xuống đá trung vệ. Tuy chỉ là sự chấp vá tạm thời, nhưng cầu thủ người Pháp lại thi đấu khá tốt dù trái sở trường. Thuật đắc nhân tâm của Ancelotti giúp ông thu phục cái tôi trong từng cầu thủ Real Madrid. Tất cả đều phải nghe lời, ông xếp đâu thì họ đá ở đó và không được bật lại. Tchouaméni đã từng phát biểu rằng, chỉ cần câu lạc bộ muốn tôi ra sân thì cho dù đó là thủ môn thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Miễn là có thể cống hiến cho Real Madrid thì tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể. Để đi đến danh xưng kẻ thống trị Tây Ban Nha thì ngoài tài năng trên sân cỏ, cầu thủ đó phải một lòng một dạ và yêu đội bóng này một cách vô điều kiện. Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là họ phải thi đấu không công, không lương cho đội bóng. Đó chỉ là một ví dụ để cho thấy tinh thần thi đấu ra sân của cầu thủ luôn ở trạng thái tốt nhất. Ngay cả những cầu thủ thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị cũng không tỏ ra phàn nàn gì về điều đó cả. Họ hiểu được chỉ có 11 cái tên tốt nhất được ra sân thi đấu nên phải hy sinh nhiều hơn để những cầu thủ khác có thể tỏa sáng. Trường hợp của Nacho Fernandez là ví dụ điển hình. Anh chưa bao giờ được đánh giá cao về chuyên môn cả. Nhưng cái mà Nacho được lòng cổ động viên Real Madrid nhất là tinh thần chịu khó, sẵn sàng làm bạn với băng ghế dự bị và nhường lại đất diễn cho những cái tên xuất sắc hơn. Muốn trở thành một câu lạc bộ vĩ đại thì điều tiên quyết đầu tiên là nội bộ phải đoàn kết. Và tất nhiên Real đang sở hữu điều đó. Chúng ta thấy được những hình ảnh, những video trong phòng thay đồ của đội bóng đều luôn tràn ngập sự giải trí và tiếng cười. Antonio Rudiger dù mới chỉ gia nhập chưa được 2 năm nhưng sức ảnh hưởng của anh là rất lớn với đội bóng. Trên sân, anh là một chiến binh thi đấu đến những hơi thở cuối cùng. Nhưng trước hoặc sau khi trận đấu kết thúc, y như rằng trung vệ người Đức sẽ biến thành con người khác khi luôn làm trò tiêu khiển, mang lại những tiếng cười và niềm vui cho phòng thay đồ đội bóng. Ở độ tuổi của Ancelotti, tưởng chừng như sự sôi động ngoài đường pitch đã không còn phù hợp nữa thì ông thầy người Ý là ngoại lệ. Ông thường xuyên ăn mừng cùng những người học trò bằng những điệu nhảy vô cùng sành điệu. Nói không ngoa khi Real Madrid là đội bóng duy nhất sở hữu tất cả những gì tốt nhất của một câu lạc bộ, sự giàu có, cơ sở vật chất, số lượng người hâm mộ, lịch sử, truyền thống, danh hiệu, chất lượng con người. Thử hỏi xem, có cái nào mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không có đâu. Chức vô địch La Liga chưa phải là tham vọng cuối cùng của Real Madrid tại mùa giải này. Vẫn còn đó Champions League, giải đấu mà Los Blancos thể hiện sự áp đảo của mình so với phần còn lại. Và tất nhiên, chức cúp tài voi lần thứ 15 trong lịch sử câu lạc bộ sẽ là mục tiêu mà họ hướng tới.